Nếu như mà chiếc này mà lúc mà mua mới ấy thì nó sẽ có mức giá tầm 28 triệu đến 30 triệu, nhưng mà bây giờ ngày hôm nay thì nó chỉ còn là 11 triệu thôi. Xin chào anh chị và tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt, và Việt chúc mọi người một ngày mới làm việc thật là nhiều vui vẻ. Ở trong video ngày hôm nay, Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc tivi mà có thể được gọi là siêu phẩm, một chiếc tivi 65 inch của hàng Sony, một chiếc tivi nó cải thiện rất là nhiều về hình ảnh cũng như là tính năng và cái tốc độ truyền tải hình ảnh trên chiếc tivi này. Ngoài ra thì nó còn có một cái thiết kế rất là đẹp, một cái thiết kế rất là chắc chắn với cái khung viền bằng thép. Thì chiếc này có model là 65X 9000H, được sản xuất 2020. Giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho anh chị cũng như mọi người về một số cái tính năng cũng như là tình trạng của chiếc tivi này để mọi người có thể lựa chọn nhé. Thì đây, sau lưng Việt đây là một chiếc tivi, nó mang một thiết kế rất là sang trọng. Nếu như mà anh chị nào mà cần một chiếc tivi về để chúng ta trưng bày phòng khách hát karaoke thì chiếc này thì theo Việt nghĩ không thể bỏ lỡ được. Đấy, thì Việt sẽ giới thiệu một chút về cái ngoại hình thiết kế của chiếc tivi này. Thì thông qua cái video của Việt thì mọi người có thể là nhìn cái tổng quát của chiếc tivi này, thì nó được thiết kế cái khung viền được mạ bạc, chân đế cũng được mạ bạc. Đây, cái chân đế V hai bên mọi người có thể thấy rõ qua đây của cái video của Việt. Và cái khung viền thì nó được thiết kế cũng bằng kim loại, và ở mép ngoài này thì nó sẽ có một chút nhô lên tạo cho chúng ta một cái cảm giác có góc cạnh. Khi chúng ta mà đặt trong phòng khách thì nó sẽ nổi bật lên luôn cả cái viền của tivi này, rất là mỏng, mình có thể thấy rõ ở đây nó sẽ có một chút lồi lên ở bên ngoài. Và cái màu bạc này thì nó sẽ tạo cho cái không gian của gia đình nhà mình được sang hơn, và cũng được làm nổi bật cái chiếc tivi này hơn. Thì sẽ quay một chút về cái mặt sau của chiếc tivi này để anh chị có thể là lựa chọn và tham khảo. Chiếc này thì nó có một thiết kế mặt lưng sau cũng rất là đẹp. Đấy, mọi người có thể thấy ở đây thì nó được thiết kế rất là chắc chắn. Và cái mẫu tivi này thì được sản xuất của Malaysia, không phải là của Việt Nam. Cho nên là cái thiết kế cũng như cái khung viền và hình ảnh trên chiếc tivi này rất là đẹp. Mọi người có thể thấy ở đây thì nó có một cái thiết kế vân sóng nhìn rất là sang trọng, rất là đẹp. Đấy, và đấy, bên này thì nó sẽ có một cái lỗ lỗ thông hơi, lỗ tản nhiệt cho chiếc tivi. Còn bên cạnh đây thì nó sẽ có những cái cổng HDMI và những cái cổng jack 3.5, cổng quang optical được được thiết kế ở mặt ngang luôn, không phải là ở mặt lưng sau như những cái dòng tivi cũ nữa. Rồi, Việt sẽ quay lại một chút ở trước để cùng mọi người có thể trải nghiệm cái hình ảnh và âm thanh trên chiếc tivi này. Thì như mọi người có thể thấy thông qua cái video của Việt quay như thế này thì nó có một cái chất lượng hình ảnh là 4K, tần số quét lên tới 120Hz, cho nên là nó có một cái tông màu giải màu rất là đẹp trên những cái dòng tivi Sony. Và ngoài ra nó còn cải thiện thêm một số giao diện, giống như chúng ta có thể là ấn nút cài đặt ở đây thì nó sẽ lên một cái bảng danh sách cài đặt rất là mới lạ, rất là khác ở trên những cái dòng tivi này. Thì chiếc này nó sẽ có hệ điều hành Android 10, thì Việt sẽ ấn vào đây. Mọi người có thể thấy rõ ở đây, nó vào phần hệ thống. Ở đây mọi người có thể qua phần giới thiệu. Thì đây là cái tên tên của chiếc tivi này là 65X9000H. Ở đây nó sẽ có hệ điều hành Android 10. Android 10 là một cái hệ điều hành rất là mới rồi. Và Việt sẽ trải nghiệm cho mọi người một chút về cái thao tác trên chiếc tivi này. Việt đánh giá rất là nhanh luôn. Đây, Việt sẽ to volume một chút. Và trên chiếc tivi này nó cũng thay đổi một chút âm thanh, nghe nó hay hơn, vang hơn. Đấy, mọi người có thể thấy nghe rõ không? Đấy, cái thao tác qua lại của Việt rất là nhanh. Nó không có một cái một một tí gì gọi là đổ trễ trên chiếc tivi này. Thì trên chiếc tivi này nó còn có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt nhé. Video 4K. Video 4K. Rồi, thì cái kết quả tìm kiếm trên chiếc tivi này rất là nhanh. Thì bây giờ thì Việt sẽ vào lại một cái video. Video nào đây để chúng ta có thể là nhạc vàng, để Việt mở cho anh chị một bản nhạc để anh chị có thể là nghe được cái âm thanh trên chiếc tivi này. Đấy, thì
thì trên chiếc tivi này nó có cải tiến rất là nhiều trên cái thiết kế loa. Thì trên này đã có cái giải loa gắn ở khung viền ở sau này rồi, cho nên là cái giải loa khi chúng ta nghe nhạc vàng nó được hay hơn, tiếng nó sẽ được nghe thanh hơn đấy. Và ngoài ra thì mọi người có thể là vào đây để cài đặt thêm một chút về cái chất lượng âm thanh. Ở đây là có cái bổ cài đặt âm thanh, nó rất là mới. Thì ở đây thì chúng ta có thể là thấy rõ ở đây nó còn có một số bảng cài đặt âm thanh tùy chỉnh theo cái nhu cầu sử dụng của gia đình nhà mình. Thì cái này thì còn tùy thuộc vào cái sự trải nghiệm của anh chị nữa đấy. Thì và chiếc này thì nó có rất nhiều những cái ứng dụng để chúng ta có thể trải nghiệm như Google Play. Ở đây nó sẽ có Google Play, thì trong này nó sẽ có tải thêm một số ứng dụng cũng như là một số trò chơi game để chúng ta có thể trải nghiệm trên chiếc tivi này. Thì chúng ta nếu như anh chị nào mà muốn xem như cái kênh truyền hình thì chúng ta có thể là vào đây để có thể là vào ứng dụng V1 hoặc là TV 360 hoặc là My TV là một số ứng dụng để chúng ta có thể trải nghiệm kênh truyền hình trên này. Đấy thì Việt cũng giới thiệu qua một chút về ngoại hình, tính năng, tình trạng của chiếc tivi này để anh chị có thể lựa chọn. Thì chiếc này Việt đã thay màn hình mới rồi và chính sách bảo hành bên Việt là 6 tháng. Nếu như mà anh chị nào mà cần một chiếc tivi to về để chúng ta trưng bày phòng khách thì có thể lựa chọn chiếc này. Chiếc này thì hiện tại bên cửa hàng Việt đang có mức giá là 11 triệu kèm điều khiển giọng nói. Nếu như mà chiếc này mà lúc mà mua mới ấy, thì nó sẽ có mức giá tầm 28 triệu đến 30 triệu, nhưng mà bây giờ ngày hôm nay thì nó chỉ còn là 11 triệu thôi. Nếu như mà anh chị nào mà cần một chiếc tivi về để chúng ta trưng bày phòng khách hát karaoke thì chiếc này rất là tuyệt vời về chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh và cái thiết kế. Nếu như anh chị nào mà yêu thích chiếc tivi này thì có thể liên hệ với Việt để được Việt gửi hàng cũng như là tư vấn về bên địa vận chuyển nhé. Rồi giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc tivi tiếp theo, một chiếc tivi 55 inch màn hình cong của hãng Samsung, mời mọi người cùng Việt trải nghiệm. Xin giới thiệu đến với tất cả mọi người về một chiếc tivi của hãng Samsung mà nó có một cái thiết kế khá là đẹp mắt, khá là sang trọng, một chiếc tivi màn hình cong. Nếu như mà anh chị nào mà muốn thay đổi một chút về sản phẩm cũng như là không gian của nhà mình thì có thể là lựa chọn chiếc tivi này. Chiếc này thì nó sẽ tạo một cái điểm nhấn khá là rõ ràng, rõ rệt trên trong cái căn phòng của nhà mình. Thì lúc chúng ta nhìn vào sẽ nhìn thấy một chiếc tivi cong rất là lạ mắt. Và giờ thì Việt sẽ giới thiệu một chút về cái model của tivi, một chút về thiết kế cũng như là tình trạng của chiếc tivi này để mọi người có thể lựa chọn. Chiếc này thì có model là 55RU7300 và nó có một cái thiết kế cong. Và đây là cái chân đệm của chiếc tivi này thì được thiết kế chữ V hai bên, chân đệm thì được thiết kế bằng nhựa. Và đây là cái khung viền của chiếc tivi này thì chiếc này cũng được thiết kế khung viền nắp lưng sau là hoàn toàn bằng nhựa. Ở đây thì nó đang còn ni lông bảo vệ cho nên là nó còn khá là mới. Nên sẽ Việt sẽ bóc ra luôn. Hey, cái này nó đang còn ni lông bảo vệ ở đây, nó còn rất là mới. Và chiếc này thì nó sẽ có độ phân giải màn hình là 4K tần số quét lên tới 60Hz cho nên là nó có một cái màu sắc giải màu rất là đẹp. Và đặc biệt trên những cái dòng tivi của Samsung nó sẽ có một cái tông màu rất là sáng. Và ngoài ra cái chất lượng âm thanh trên những chiếc tivi Samsung nó được to. Và lát nữa Việt sẽ mở một cái video để mọi người có thể là trải nghiệm đồng thời cái hình ảnh cũng như là chất lượng âm thanh trên chiếc tivi này. Thì trước hết Việt sẽ giới thiệu một chút về nắp lưng sau của chiếc tivi này. Đây, chiếc này nó sẽ thiết kế nắp lưng sau toàn bộ là như thế này và nó sẽ có vân sóng tạo lên một cái điểm nhấn rất là lạ mắt trên những cái dòng tivi của Samsung. Và những cái cổng như HDMI và USB, một số cổng chuyển đổi âm thanh như là optical thì nó được thiết kế ở bên bên trái. Nếu như mà nhìn vào thẳng thì nó là bên phải. Đấy. Thì đây là cái thiết kế cong của chiếc tivi này, mọi người có thể thấy thông qua cái video của Việt, nó sẽ có một cái cong lõm ở giữa. Thì cái này nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác xem, lúc mà xem trên những dòng tivi màn hình cong thì nó sẽ cho một cảm giác gọi là chiều sâu và cái phong cảnh nhìn nó rộng hơn so với những chiếc tivi bình thường. Và ngoài ra thì nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn trong cái không gian của nhà mình. Đấy, thì giờ thì Việt sẽ mở một cái video khác để cho mọi người có thể trải nghiệm đồng thời cái dòng nhạc cũng như là cái hình ảnh trên chiếc tivi của Việt nhé. Thì những chiếc tivi này thì nếu như mà anh chị nào mà mua những chiếc tivi ở Việt thì Việt sẽ đăng nhập cho mọi người một cái tài khoản của YouTube để xem không có quảng cáo như thế này. Đấy, thì đây, mời mọi người cùng Việt trải nghiệm cái chất lượng hình ảnh và âm thanh.
của chiếc tivi này nhé. Đây là cái chiếc này nó đang còn ni lông bảo vệ, nó rất là đẹp. Làng tôi nghe đâu đơn ấy nhịp câu tre làng bên. Đây là cái thiết kế logo Samsung trên giữa của chiếc TV này. Thì trên những cái dòng TV của Samsung thì nó được thiết kế một cái chất lượng âm thanh loa rất là hay, rất là to. Và nếu như mà anh chị nào có một cái căn phòng mà kín một chút đấy, chúng ta nghe nhạc rất là thích đấy. Ngoài ra thì nó còn có tích hợp những cái ứng dụng để chúng ta có thể xem phim, cũng như là một số kênh truyền hình như là Netflix. Netflix này xem thì chúng ta có thể xem nhiều kênh, nhiều cái video phim bom tấn ở nước ngoài. Còn cái view ăn này thì chúng ta có thể xem những kênh truyền hình trên đấy. Ngoài ra thì nó sẽ còn một cái bộ cài đặt, một bộ ứng dụng trên cái TV này, thì chúng ta có thể là vào đây tải thêm một số ứng dụng như là My TV và rất nhiều ứng dụng khác. Nó có tích hợp sẵn ở trong này như ca cổng và rất nhiều ở đây. Thì chiếc này thì hiện tại bên cửa hàng Việt đang có mức giá là 6.500.000. Nếu như anh chị nào mà yêu thích hoặc là mua một chiếc tivi mà nó khác lạ một chút thì có thể là lựa chọn chiếc tivi này. Thì nếu như anh chị nào mà yêu thích thì có thể là liên hệ trực tiếp với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình luôn nhé. Thì cảm ơn mọi người đã xem cái buổi giới thiệu tivi ngày hôm nay của Việt, và rất mong anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc tivi phù hợp nhất. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mà anh chị quan tâm nhiều hơn những mẫu TV bên cửa hàng Việt thì hãy cho Việt một like và đăng ký kênh để có thể là theo dõi những cái video, những sản phẩm tiếp theo của Việt. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt.